Khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 5, con gái cụ D.T.V. sinh năm 1941, ngụ phường Bình Thắng, thành phố Dị An, Bình Dương dắt chó pitbull gia đình nuôi trong lòng sắt ra ngoài sân để cho ăn. Thời điểm này, cụ Vi ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra ngoài khiến con chó pitbull giật mình, chó lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu cụ Vi. Do lớn tuổi không thể bỏ chạy, nạn nhân bị chó cắn cục tại chỗ. Con gái cụ Vi chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng không được do con vật quá lớn. Sau khoảng 2 phút bị chó cắn cụ Vi tử vong, gây mê để lấy dấu răng chó Pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương. Sau khi chó Pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương, cán bộ thú y đã gây mê để công an lấy dấu răng, con chó này đang được nhốt trong lồng nhằm phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ chó Pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi, xảy ra tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương, sáng ngày 18 tháng 5, trao đổi với phóng viên thượng tá Đàm Bảo Quân, trưởng công an thành phố Dĩ An cho biết, con chó vẫn đang được nhốt trong lồng để phục vụ khám nghiệm và điều tra. Bà Nguyễn Thị Hoa, trưởng trạm chăn nuôi thú y thành phố Dĩ An, Bình Dương nói, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía trạm đã cử cán bộ xuống hiện trường, khi nhận thông tin ban đầu, cán bộ thú y đã dùng biện pháp gây mê con chó để công an lấy mẫu dấu răng, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Theo bà Hoa, tại buổi làm việc, gia đình cho biết đã tiêm ngừa cho con chó Pitbull trên, tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa giấy tiêm ngừa thì chủ nhà cho hay do đang bối rối nên chưa cung cấp được sổ tiêm. Hôm nay, Trạm sẽ xuống làm việc tiếp. Tối qua, lực lượng chức năng mới đề nghị nhất con chó lại, không cho ra ngoài để Trạm xuống làm các bước tiếp theo, bà Hoa chia sẻ.